Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách nhận thẻ đổi tên trong PUBG. Các bạn bấm vào phần nhiệm vụ trong game như chỗ mình đánh dấu đây nhé. Sau đó chọn Progress Mission. Tìm đến phần nhiệm vụ level 3 nhé. Lưu ý là các bạn phải đạt level 3 trở lên và đã kết bạn với một người chơi trong game. Đủ điều kiện trên level 3 và kết bạn với một người chơi rồi thì bấm vào nhận thẻ đổi tên thôi. Có thẻ đổi tên rồi ta ra màn hình chính vào bấm vào Inventory để vào kho đồ của mình. Chọn mục cuối cùng ta sẽ thấy thẻ đổi tên trong này. Bấm vào thẻ đổi tên rồi nhập tên mới của bạn vào là đã đổi tên xong rồi đấy. Đây là tên nhân vật mới của mình, các bạn có đam mê chơi game thì kết bạn chơi cùng mình cho vui nhé. Các bạn nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.